Chào, chào tất cả anh chị cô chú. Trưa ngày hôm nay thì uh, bảo sắp nghỉ lễ, bảo có chương trình rất là tốt để anh chị mình mua uh, thổi bụi bằng pin nha. Đó trưa ngày hôm nay mới có giá này trước lễ nha, sau lễ không bao giờ có được giá tốt như này luôn. Đó đầu tiên là mình mua một uh, thân thổi bụi pin màu đỏ như này có sẵn túi hút luôn. Anh chị mình lắm. Uh, Hút ngấp ngắt này kia là mình xài ok Pin phổ thông Mẫu M21V nha anh chị nha 20V cũng được Cứ M21 là được Đó nhiều anh hỏi á Làm uh, pin Makita 18V á, Xài được không Đó mẫu M18 là xài chung nha anh chị nha Rồi hàng xin luôn Rồi với thương hiệu này á Là anh chị mình á mua là thương hiệu uh, Mốt nha anh chị nha Rồi trưa ngày hôm nay có 270.000 một thân thổi bụi như này đó anh chị nào á, mua là chưa bao gồm pin sạc là 270.000 với chương trình trước ngày lễ 30 tháng 4 anh chị nào á, mua pin 10 sale này với một cục sạc adapter như này là 250.000 đó chỉ có trước lễ thôi nha và nếu anh chị nào á, thích sạc đế sạc cốc như này là mức giá là 300.000 chứ bình thường bảo bán á, là 400.000 anh chị nhá Đó chỉ có trước lễ 30 tháng 4 là mới có là mức giá là 300 300.000 thôi rồi một quả pin này á là anh chị nào mua lẻ là 100 tấn 100 99.000 nha anh chị nha Rồi máy thổi này á Thì những cái bụi như là Bao bì này kia là nó thổi khá khỏe Bảo thổi thử cái này xem Đó thùng di chuyển thùng này nó hơi nặng anh chị à, mà thổi đi luôn nha đó còn bụi như này nè bao bì á, tầm này là thổi một cái là đi hết nhẹ nhàng lắm đó thổi cục sạc xem nó đi không đi luôn nha rồi bằng pin anh chị nào mua có công tắc có thể khóa công tắc luôn nha thân không 270.000 trước ngày lễ có giá rẻ như thế này rồi đặc biệt là pin phổ thông Nếu mà anh chị nào mua pin á, là 10 cell nha anh chị nha Pin 10 cell sạc đế Một quả pin thôi Một cục sạc 300 nghìn Trước ngày lễ mới có Còn nếu anh chị nào mua một quả pin Một sạc adapter như này 250 nghìn Đó những chương trình như này á là bảo tiên anh chị mình trước thước lễ 30 tháng 4 rất là rẻ và giá như thế này á pin sạc cũng như là thân máy là chưa bao giờ có mức giá tốt như à, trưa ngày hôm nay rồi anh chị nào á, có nhu cầu có thể làm à, chọn mua sản phẩm máy thổi về để xài cho nhu cầu à, thợ thầy gia đình thổi bụi nhà cửa cũng như là hút những cái bụi xe hơi là mình xài được luôn anh chị nha đổi đầu này anh chị nào á, mua về á, nếu mà hút xe hơi á, là phải đổi bên này nha đó là nó hút được nè rồi anh chị mình cắm pin vào ok vào đây là hút được bụi nhỏ thôi nha xe hơi thì bụi à, li ti lăng tăng là hút được còn bên này á, là mình thay cho cái đầu mà đầu hút nha anh chị nha có ngàm xài được ok rồi anh chị nào á, muốn mua thì liên hệ đặt hàng qua ba số điện thoại trên màn hình rồi bảo xin kết thúc video trưa ngày hôm nay tại đây